Đường phố Sài Gòn bây giờ là 5 giờ. Đấy, mọi người đã bắt đầu đi làm về. Đường ông Trần Hưng Đạo đứng canh giữ ở thành phố. Gặp đèn đỏ cái là xe hơi phải dừng lại, và xe Honda vẫn được chạy bình thường mà. Chỉ có xe hơi người ta tránh nhau thôi. Và xe Honda vẫn chạy bình thường. Đi qua đây xíu nào. Có cái xe buýt 2 tầng lầu này rất là thích nha. Chưa có tiền để đi, không mà hôm nào lấy được tiền thì nhận được tiền của YouTube đó là mình sẽ đi review đó. Xe buýt 2 tầng lầu đi lên đây quay phim thì đẹp thôi rồi, thì đã đi vòng quanh thành phố mà. Mình sẽ đi vào đây vì mình muốn đi review bến cảng, review cái tàu xe buýt. Người ta đã đang đọc là tàu xe buýt sắp khởi hành, mình chỉ đứng ở ngoài. Đã trang trí Noel, chắc buổi tối nó có cái đèn Noel là đẹp lắm, những cái bóng đèn cây thông Noel. Sài Gòn Water Bus, phải xem hình như kia có một chiếc tàu đang chuẩn bị cập cảng. Mọi người chắc cũng chuẩn bị nhân sự đi tàu. Đẹp quá. Nào. Cái này view này khác gì một triệu 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 một triệu đô chưa. Đây là thành phố này. Đấy. Sài Gòn thu nhỏ trong ống kính của mình. Đẹp quá. Sân là con đường này. Mọi người đang đi về. Đây có một chuyến xe buýt. Chuyến tàu.